máy của chúng ta, máy chúng ta là khi khởi động lên thì cái thằng xạ thằng này nó phải chạy này, chạy chưa? Máy này chạy hết chưa? Ai mà chưa chạy thì một tí nữa xử cho nó chạy nhá. Ok ha. Rồi giờ mở trình duyệt web lên. Bình thường là ta gõ localhost, đứa nào mà có cổng thì gõ cổng, đứa nào không có cổng thì khỏi gõ, đúng không? Rồi máy tôi không có cổng, rồi gõ thế này thôi. Và gõ cho tôi chữ PHP my admin. My admin. Đó đi trang này. Anh em muốn đi làm cao thay ra, đừng thấy làm cao thay ra. Tạm dưới đây. Tạm dưới đây. Được chưa? Ok chưa, enter đi. Enter thì nó vào cái này. Thì đây thì giống như cái mà các bạn học rồi. Đây là cái công cụ để quản lý database rồi. Các bạn học đã học được một cái công cụ rồi, đó là SQL Manager, SQL Server Manager Studio. Cái này các bạn biết rồi đúng không? Nó để làm việc với cơ sở liệu SQL, hiểu không? Đây. Đây. Thì danh mục bên này là database. Trong database nó sẽ có table, đúng chưa? Thì cơ sở dữ liệu web nó cũng vậy thôi. Database thì đến table thôi, được chưa? Table nó sẽ, sau đó table nó sẽ có gì? Có bảng. Ok, thì cái này ta không học. Thì tôi nói luôn thì đây cũng là phần mềm quản lý cơ sở liệu thôi. Phần mềm thôi. Còn nếu như ai mà không thích dùng phần mềm này thì lên trên mạng có thể download một số phần mềm khác để quản lý cơ sở liệu. Như tôi đây có thể sử dụng phần mềm này để quản lý cơ sở liệu của, nhớ là đây đang quản lý cơ sở liệu của MySQL nhá. Thì đây tôi quản lý cơ sở liệu dùng tài khoản root password không đấy, thì tôi truy cập này thì nó vẫn được vào database này. Đó, đây là database. Và ta muốn thực hiện tạo database thì bên này nó là mục này, create này, database này, được chưa? Thì cái công cụ này có thể nó trực quan hơn hay không trực quan hơn gì đó thì không biết, nhưng mà khi học thì tôi không có dày ở trên công cụ này. Công cụ này thì hay thì nó hay ở một số điểm thôi, nhưng mà không phải là phổ biến. Các bạn, công cụ này là không, tôi không có xài, tôi sử dụng công cụ này, được chưa? Thì bên phía bên này, bên phía này, bên trái này thì các bạn nhìn này, nó là danh sách các database, được chưa? Danh sách database thì hiện tại máy tôi thì tôi cũng mới cài lại, các bạn, database tôi cho import vào, các bạn, nó rất là ít. Thì ở đây database này, đó database này, tôi hiện tại nó chỉ có được 2 database, thì 1 database thì là 3 database, còn những thứ còn lại thì không đụng đến nhá. Ok, thì giờ ta sẽ tạo cơ sở liệu thì ta sẽ tạo database trước nhá. Ta sẽ tạo database, thì tạo database thì các bạn nhìn ở chỗ này có nút gì, new, hoặc là các bạn kích vào database luôn này. Bên này có mục database này, nhìn bên này, kích vào đây cũng được, được chưa? Đấy, kích vào database thì ở chỗ trên cùng này nó có cái chữ là database, thì các bạn gõ họ và tên các bạn vào đây. Và tôi thì không gõ họ và tên các bạn, mà tôi gõ chữ gì? CCQ1811. Cái gì nhỉ? Q4K1. Còn các bạn thì ghi họ và tên gì? Mình nhá. Nhớ là chỗ này các bạn ghi họ và tên mình, và tất nhiên ký hiệu ghi cơ sở đường này là lập tin web, đặt giống y chang như thư mục là được. Thư mục đọc là sao thì giờ đặt vậy, được chưa? Gõ đi, gõ chưa? Rồi thì tiếp khoan là kích nhá, đừng có kích nhá. Sau đó bước thứ hai, các bạn chọn cho tôi kỳ dạng là mã hóa dữ liệu. Mã hóa dữ liệu đấy, các bạn chọn cho tôi dạng UTF-8 Unicode CI. Đấy, làm cho tôi cái đó. Tìm cho bạn. Đó, đây là sở liệu không phải sốt cách nhá. Cảm
Rồi máy ai mà dùng máy nhật thường á thì khi mà đăng nhập vào á các bạn gọi R O R user và bắt buộc hệ thống mặc định của thằng Sam là như mà cùng quan là như vậy. Anh nhá. Rồi sau đó các bạn ấn Carit này. Thì một cái đá nó bay được tạo ra bên này. Được chưa? Đá nó bay được tạo ra bên này. Hiểu chưa nào? Thì giờ tiếp tục nó sẽ yêu cầu tạo gì trong này? Tạo bảng. Có bảng của chúng ta này. Bảng của chúng ta, tên bảng ở đây là tôi ghi trừ này. Tôi ghi trừ này thì tôi quy định của các bạn luôn này. Thì trừ này là viết tắt hồ và tên mình này. Trừ này nó tắt chữ hò và tên mình. Ví dụ nghề thì là Nguyễn Trầm Nghề đúng không? Vậy ta ghi trừ Nguyễn Trầm Nghề xíp gạch. Giờ ghi viết tắt hò và tên mình chắc biết đúng không? 3 trừ thì ghi 3 trừ mà 4 trừ thì ghi 4 trừ. Rồi tôi thì ghi trừ DB thôi. Bạn tên bạn là gì? Category là loại sản phẩm. Category. Được chưa? Sai thì sửa sao cũng được. Không có sao đâu. Sai sửa được hết. Chứ không phải là sai không sửa được nữa nha. Do vậy, rồi giờ này cơ sở liệu của ta có bao nhiêu trường đây? 12. Ta biết rõ là 12 thì ta gọi 12. Còn ta không biết cụ thể là 12 thì ta có thể gọi 15. Rồi sai 12 nó vẫn vô tư. Còn nếu như ta mà gọi 10 thôi, ta gọi 10 thôi mà hôm sau nó đẻ ra 2 thì ta lại thêm. Cái này người ta gọi là thay đổi cấu trúc bảng. Được chưa? Thì một tí nữa tôi nói chỉ cái chỗ thay đổi nha. Và cụ thể bài của chúng ta đây là 12. Ấn go cái. Được chưa? 12 chưa? Xong cái chạy đến đây nè. Rồi. Name này là tên trường. Name là tên trường. Style là kiểu dữ liệu. Length là độ dài. Còn default là giá trị mặc định. Còn ở chỗ này là bỏ qua. Hai thằng này bỏ qua. Còn sang bên này thì nó có một cái chỗ là cho phép null hay là không cho phép null. Các bạn là nhớ là cơ sở liệu có những trường nó bắt buộc phải nhập, nhưng có những trường không nhập nó còn gì? Chạy. Thì ở đây là gọi là cho phép null hay không cho phép null. Còn cái chữ AI này này, chữ AI này là tăng tử từ đồng. Còn index này có cái mục là pre-key là khóa gì? Khóa chính. Thì giờ ta cứ gõ tên đi đã, rồi ta sẽ nói chuyện sau. Tên bảng ở đây, đầu tiên đó là ai? Nhìn cái cơ sở liệu này, ID, name, salute. Đấy, giờ các bạn chỉ cần việc là làm theo thôi đó, được chưa? Parent ID, parent là bố, ID là lưu lại cái cấp của bố nó. Parent
Tôi thường thường cứ mới vui là mã cha đấy. ID là mã, parent là bố, dịch đại là mã cha đấy. Được chưa? Rồi tiếp tục chị nữa. Order men, cái này là loại sản phẩm, sau này nó sẽ hiện ra các người dùng, nó phải cần quan tâm đến thứ từ. Order có S nha. Rồi tiếp tục này, đến từng này này đúng không? Đúng chưa? Còn cái hai cái này liên quan đến từ khóa sale này và mô tả sale này. Thì ta làm thì chưa có sale đâu, ta mà thôi ta cứ ghi đại vào đi ha. Ok. Thì cái này liên quan đến sale thì meta key là keyword và từ khóa tìm kiếm á. Các bạn hiểu từ khóa tìm kiếm đây này. Thay lời đẹp dai. Đây cái từ khóa tìm kiếm là liệt kê đây này, đây. Đúng không? Đẹp dai này, không có chỗ nào thay lời đẹp dai hết. Cái này là công cụ tìm kiếm Google, nó sẽ gợi ý cho ta một số từ khóa thêm nhá. Đấy. Rồi. Meta DESC. Thì tôi nói là meta DESC là cái gì? Ở đây này, nhìn đây này. Đây này, nhìn nhá. Đây, đây là cái phần này này. Phần này này là cái phần mô tả nằm ở dưới khi công cụ tìm kiếm này. Cây này là tiêu đề này. Còn cây này là mô tả này. Mô tả này. Do vậy cái mô tả này viết cực kỳ quan trọng, nhưng nó lại giới hạn với số ký từ là 155 thôi. Tại sao nó là 155? Tại vì ở chỗ này nó chỉ cần 155 ký từ thôi. Dài quá nó sẽ bị ẩn đi. Do vậy tốt nhất là chọn 155. Nhưng giả sử đến 155 ký từ thì nó hết trừ để ghi mà còn chưa hết nghề, thì tôi khuyên là cũng nên để dài dài một chút xíu. Nhưng khi ta gò thì chú ý là cố gắng tiết kiệm lời để nó ra được 155 thôi. Còn quá thì không sao đấy. Còn các bạn mà để ra 155 sau này bị lồi lên đấy. Thì như vậy tôi giải thích hai cái đó. Rồi tiếp tục ở chỗ này là liên quan đến tạo lúc nào và cập nhật mẫu tin lúc nào. Có nghĩa là có người từ tạo ra mẫu tin này và có người sẽ đi sửa mẫu tin này. Vậy ta hỏi là tạo lúc nào và sửa lúc nào. Đấy. Do vậy đó ta có gì? Create gì? Create add và gì? Update gì? Được update add. Rồi tương tự như vậy thì ai sẽ là người tạo ra mẫu tin này? Tarit thường thường có thể người ta sử có một số website người ta sẽ user, người ta ghi chữ này user ID. User là người, ID là mã của cái người đó. Nhưng trong Laravel thì thường thường nó hay tạo ra cái thằng gì? Tarit. Do vậy tôi dùng cái này luôn để cho nó tiền. Đó, một số cái công cụ nó chỉ ghi thế này nè, Tarit được tạo đây, và để tôi tạo được tạo bởi ai và được update bởi ai và cuối cùng thì mẫu tin này có một cái trạng thái. Ví dụ cái mẫu tin này ta tạo ra nhưng ta không muốn hiển thị ở trang người dùng thì ta quy định là trạng thái, đúng không? Rồi ta xong cái phần là tên trường rồi. Các bạn gò sai thì một tí nữa ta sửa lại nhé. Được chưa? Chứ đừng có nắn nó từng trừ một. Sai ta sửa lại. Được chưa? Ok ha. Rồi giờ tôi nói luôn. Giờ quan trọng sang bên này này. Các bạn nhìn đi. Chỗ nào mà kiểu dữ liệu là số thì các bạn không cần gò đồ dài. Nhưng chỗ nào mà trừ thì bắt buộc phải ghi đồ dài. Rồi trường hợp này là ta phải ghi, không ghi cần ghi đồ dài này. Và cây này thì thường thường là tôi gọi là khóa gì? Khóa chính và tăng tự động. Và trong công cụ này các bạn chỉ cần kích vào, tôi ấn cái này nhé. Các bạn chỉ cần là kích vào cái mục gì? Tăng tự động thôi. Thì nó sẽ set cái này làm khóa chính luôn. Các bạn chỉ có thằng tăng tự động mới có chức năng là khóa chính thôi. Khóa chính mới tăng tự động được. Còn những thằng khác thì không nên nhé. Được chưa? Thế thì giờ ta hiểu được là ID là khóa gì? Khóa chính. Ok.
tên. Thì tên kiểu trị liệu của nó là gì? In. In thì ta để số nguyên. Tăng từ đồng hiện như là số rồi. Tên thì ta cho nó là vacha. Vacha thì tôi nói luôn là phải cung cấp đồ độ dài. Thì tạm thời ta sẽ sử dụng là 255. Solute này là gì? Solute này là thế này này. Giả sử ở trên ở cái tên này, trong các sở liệu là dày, dày nam 2020, thì solute này là trừ nó y chang như ở tên, nhưng nó đổi lại trừ dày nam 2020. Vậy solute là như vậy. Vậy cái tên như vậy, xuống solute như vậy, thì tên là trừ, thì solute cũng phải là gì? Dần trừ. Ok, do vậy cái này cũng là dần trừ. Ta chọn là 255 luôn, đồ dài y chang. Mà cha, mà của thân cha, mà thân cha là kiểu dữ liệu gì đấy? Thân cha là in. Vậy thằng này lưu lại thân cha, lưu lại cái ID của thân cha đấy, thì cũng là in luôn. Rồi tiếp tục order. Order là 0, 1, 2, 3, 4, 5, gì nó cũng là gì? Số luôn. Rồi cây này thì khi nào tôi sẽ thích rồi thì nó là cái cụm từ nằm giấy này đúng không? Cụm từ giấy này là vacha rồi. Vacha. Và đây tôi đặt là 255. Khi nào tôi nói là chuẩn nhất là bao nhiêu? 155 thôi. Rồi tiếp tục cái thằng này á, là ví dụ như kiểu là giày năm phẩy giày năm 2019, nó là ký guộc để người ta tìm kiếm á. Đấy. Ví dụ tôi gò tên này này, thường là người ta sẽ sell cho keyword. Nhưng giả sử như kiểu giờ như tôi gọi là quần áo, thằng nào sẽ đứng đầu? Cái thằng quảng cáo luôn luôn đứng đầu đúng không? Thế thì đến những thằng nào mà không quảng cáo, thằng này không quảng cáo, tại sao thằng này là nó ra được? Vì cái trừ trừ này nó sell rất là chuẩn. Và khi đi sell cho người ta là sell ở cái top này này. Còn cái top mà mua thế này thì bỏ qua đi. Thế này trả tiền cho Google rồi. Nên sale giờ này đứa nào mà sale tốt, nó đứng ở vị trí tốt là người ta trả tiền nha. Đấy. Còn vị trí sâu sau đó thì chắc gì nó trả tiền. Có ai mà tìm kiếm mà kích vào trang số 2 không? Các bạn đi tìm kiếm toàn cái tròn cái số 1 không? Có ai nào kích vào trang số 2 không? Ít lắm. Đó vậy, thường là như vậy. Rồi. Cái thằng này hiện nhất cũng là trừ luôn đúng không? Trừ gì? À chà, 255 luôn, ok nha, như vậy ha. Còn cái thằng này này, cái này ta nói là được tạo lúc nào? Lúc thì ta liên quan đến gì? Thời gian. Thì thời gian nó có hai loại. Thời gian là ngày, tháng, năm hay là giờ, phút, giây. Thì ở đây ta sẽ chọn dạng gì? Con này tê liều là dạng cái màu của nó luôn này, day stamp. Đây, lúc này, nó có chữ day. Day thêm này. Đó, được chưa? Và cái này thì chú ý là ta chọn cái ngày ngày mà nó sẽ lấy ngày hiện tại luôn. Chọn cái này, chú ý chọn cái này. Bên này là mặc định. Cái này là giá trị gì? Mặc định. Ok, mặc định nhá. Tương tự như cái này cũng vậy luôn ha. Đấy tham cũng được, tức là tôi khuyên là chọn cái này. Đấy, nó khỏe hơn. Và xuống ở chỗ này là cái nào tôi nói rồi là người tạo tôi chỉ lưu mã của người tạo. Và trong lập trình web thì mã thì ngân tăng từ đồng và số nguyên, vì gì ở đây ta cũng lấy số gì? Số nguyên. Và cuối cùng là trạng thái 0, 1, 2 gì đó, thì cái này ta có thể chọn dạng nhỏ nhỏ một chút xíu là tiny in, được chưa? Tiny là nó số nhỏ thôi, còn in thì nó số lớn, có nghĩa là phạm vi của nó đấy. Rồi xong rồi thì ta lại đi quan sát lại dòng thứ hai, chỗ nào mà có trừ thì ta đốt đồ dài, được chưa? Rồi còn giả sử giờ ta mới muốn default này, ví dụ parent ID này mặc định, nếu như người ta không đưa thì ta sẽ gán cho nó giá trị bằng không chẳng hạn, bằng không hay là một, thì đó là tư duy của mình. Và tôi quy định là cấp mà không có thằng, mà không có cấp, không con thằng nào nó là cấp cha, mà cấp cha tôi quy định nó bằng không, vậy tôi xét cái này bằng không. Còn order, ví dụ order người mà mặc định, ta có thể xét nó bằng gì? Bằng một chẳng hạn, ví dụ như thế, được chưa?
À. Rồi, giả sử vậy thôi. À, giờ tôi hỏi là khi mà đăng một bài viết lên thì bài viết thường ở trạng thái gì? Xuất bản hay chưa xuất bản? Nhiều lần đăng sai đó. Đăng sai. Và tôi quy định là không là ở chế độ rác. Một là ở chế độ xuất bản, hai là chế độ chưa xuất bản. Vậy mật định của thằng này ta nên để gì? Chưa xuất bản. Vậy mật định của nó là chưa xuất bản. Còn ta để ở trên chỗ này là cho phép nút này nhá. Được chưa? Còn cái này là nâng nó không quan tâm. Cái này là xét. Còn cái này là thời gian thì ta không liên quan gì đến thời gian rồi. Đó vậy cái này ta ví dụ ta xét nó ở cái dạng là 2. Ví dụ như thế. Ok. Và tôi cũng nói luôn nha, do lập trình web thì để tốc độ truy xuất nhanh thì thường thường ta ít khi thiết lập khóa ngoài lắm nhé. Ta chỉ cần quan tâm phân tính thôi. Khóa ngoài là khóa và có quan hệ với một cái bảng khác đúng không? Thế gọi là khóa ngoài. Được chưa? Đấy. Vậy, đến chỗ này ta ok rồi. Nhưng ví dụ này, ta lại nói thêm này. Nếu như ta chọn số nguyên, tập trung. Nếu như ta chọn số nguyên thì số nguyên là nó sẽ từ âm đến dương. Đúng không? Vậy ta muốn lấy phần dương không? Ta muốn lấy phần âm thì làm sao? Cái phạm vi của nó cho ta đổi làm một chút chứ. Unsigned thì các bạn xem cái mục thuộc tính đây này. Các bạn thấy chữ unsigned đây. Cây này là số chỉ áp dụng cho số thôi nhé. Và nó chỉ lấy phần gì? Phần dương thôi, phần âm không lấy. Đấy thì hiểu là cái phần số mà làm cho em. Nếu xong rồi thì ta hút thôi, nhớ ở chỗ này là chỗ nào cho phép nôn chứ. Cẩn thận. Ví dụ trong bài này tôi cái ví dụ là tôi nói là cái thằng sale này tôi không quan tâm thì ở đây tôi cho phép nó gì? Cho phép nôn thì ở đây các bạn gắn cái này nôn được. Được chưa? Nó tự trách này, thấy không? Nó tự trách. Ok. Cho phép nôn có nghĩa là khi ta không nhập thì nó vẫn cho. Được chưa? Và xong rồi thì ta ấn nút gì? Lăn xuống dưới nó có nút gì? Sao? Nhớ là tôi đang nói tiếng Anh nhé, tôi không có nói tiếng Việt nhé. Có một số đứa nó gõ tiếng Việt thì cái chữ nó dịch tầm bậy tầm bạ nhưng đó tôi không quan tâm nhé. Rồi và ta coi lại này, cái bảng này một bảng tạo ra này và cấu trúc này. Giờ các bạn thấy cái bảng này sai không? Sai tên bảng thì ta sửa sao? Giờ sai tên bảng thì ta nói luôn này, sai tên bảng thì các bạn vào trong cái mục là mục tên này, được chưa? Kích vào này. Ok ha, kích cho nó tìm mục tên đi. Thấy chưa? Thấy mục đó chưa? Rồi các bạn kích vào mục này thì ở chỗ này nó có mấy chức năng trong 7 lần này. Ví dụ ở chỗ này là di chuyển thì ta không di chuyển đúng không? Có nghĩa là ta đang tạo cơ sở liệu của cơ sở liệu này nhưng ta muốn di chuyển đến cơ sở liệu khác. Ok, còn ở chỗ này là gì? Thì name sai, các bạn nữa phải đổi tên bảng được không? Và cái này nó tăng từ đồng là tăng bắt đầu từ 1. Nhưng giả sử các bạn thêm dữ liệu vào rồi sau đó các bạn xóa dữ liệu đi thì cái số bắt đầu không phải là 1 nữa. Một số khác các bạn muốn reset về ban đầu đúng không? Các bạn nhập lại. Ví dụ tôi nhập được 10 mẫu tin rồi nhưng tôi xóa hết 10 mẫu tin như đó thì nó số bắt đầu là số 11. Nếu ta muốn nó về trạng thái ban đầu thì ta nhập lại số gì? Số 1. Đây. Còn xuống chỗ này là liên quan đến copy. Đấy, nhớ là các bạn nhớ cái tiêu đề đầm đầm này. Và xuống dưới cùng này thì các bạn biết nó là để làm gì đây đúng không? Đây là xóa. Nó có hai loại xóa nhé. Nhớ coi ở đây nó có hai loại xóa. Xóa hết dữ liệu ở trong hay là xóa luôn cả cái bảng này. Thì ở chỗ này nó có hai loại này nhìn. Ở đây là xóa gì? Xóa dữ liệu. Còn xóa này là xóa luôn bảng. Ok. Và trường hợp này ta không có làm gì nhá, nhớ chú ý. Chú ý này, khi copy thì chỉ ấn vào cái nút go nằm trong cái vùng copy này. Khi ta đổi tên thì ta ấn nút go trong cái vùng đổi tên này. Khi ta di chuyển thì ta ấn nút go này, chứ đừng có ấn bảy nhá. Giờ muốn ra khỏi mà không làm gì thì chỉ cần kích ra là được rồi, không cần làm gì hết nhá. Được chưa? Và tiếp tục này, tiếp tục cho ta sẽ nghĩ đến cái chuyện là đổi cấu trúc đúng không? Ta kích vào bảng này. Ở chỗ này nó có cái cấu trúc này. Được chưa? Cấu trúc này. Thì ta nếu như ta làm việc với nhiều thằng thì ta sẽ check nó này. Check này. Và ta sẽ thực hiện thao tác với cái nút dưới này này.
Được chưa? Còn nếu như ta thao tác với từng thằng này thì ta thu luôn bên này, hiểu chưa? Từng đối tượng một á, được chưa? Rồi chú ý chất là áp ta sẽ xử lý cùng một lúc, thì các bạn cũng biết rồi, cây này là gì? Cây này là xóa trường, còn cây này là thiết lập khóa gì? Khóa chính. Ok. À, ở trong này nó có một khái niệm là chỉ mục, còn cây này là khóa ngoài này, được chưa? Chỉ mục. Rồi tiếp tục này, ở dưới này nó có cái mục là thêm này. Thêm là thêm trường ấy. Ví dụ giờ ta mình nói lại là ô cái bảng này giờ nó 15 trường cơ, ta phải thêm 2 trường nữa. Vậy ta thêm là gì? Ở đây. Và thêm ở sau vị trí nào? After gì? After. Ok, và ta thực hiện ấn nút gì? Rồi. À, ấn nút go thì nó sẽ xuất hiện ba cái mục để chọn, nhưng giờ các bạn chưa nhập mà các bạn ấn sao là không được đâu nhá. Bây giờ các bạn lại nghĩ là thôi bảng này đủ rồi, không cần sửa nữa, thì chỉ cần out ra là xong, được chưa? Chỉ khi nào ấn sao thì nó mới hoàn thành. Thì còn bên này là để quản lý database, còn bên này là quản lý dữ liệu. Quản lý dữ liệu thì hiện tại dữ liệu nó có gì chưa? Chưa. Thế thì ta sẽ chèn vào đây một cái màu tím nhé. Chèn cái này là chèn dữ liệu á, màu. Đây. ID tự động thì ta không nhập, ta nhập đái ra đi. Cái á, ta nhập đái mà. Coi nó bị lỗi gì không? Nó báo lỗi này, nó báo lỗi. Những cái thứ này là bắt buộc phải gì? Phải có này. Thứ này đây. Khi nào ta có để null không? Không, nó bắt buộc phải có này. Vậy ta lại cố tình ấn này thì nó vẫn chèn, nhưng nó ram thì một tin này nó không hợp lệ lắm. Đấy, thấy có hai một tin chưa? À, nó ra rồi nó cảnh báo luôn, người ta ấn tiếp nó lại bị ra tiếp. Thì nó vẫn ra này. À, nó vẫn ra nhưng nó lấy số gì? Nó số 0 rồi. Cái này thế này ta không có xét gì hết. Đúng không? Còn những cái thằng mà để nôn cho phép nôn thế này, thằng nào cho phép nôn thì à tôi nhập luôn rồi. À, và để xóa dữ liệu thì các bạn cũng có thể check này, ấn delete này, edit này, hay là copy lại. Copy ví dụ tôi muốn tăng lên 4 trường thì tôi chỉ ấn copy này thôi và tôi chạy xuống cái này tôi go cái. Và nó ra được 4 trường, 4 mục tin. Đấy chưa? Và muốn xóa cái này thì các bạn là check on. Gì? Xóa. Giờ vấn đề là ở đây này, vấn đề tiếp theo là ở đây. Bây giờ làm tất cả những thằng con lại đúng không? Đấy chưa? Và làm ở nhà cho nó lên trường làm lại đó. Nên các bạn làm ở máy một trường thì hôm sau đi về nhà làm lại được nó có tính sao? Làm thế nào? Giờ tôi đặt ra một vấn đề như vậy thôi. Giờ mình cô đây nó đang làm thôi, ngồi máy nhà trường. Nó làm xong máy nhà trường và nó chỉ có tốt này thôi là ba cái máy không có con được. Được không? Có thì có ba cái máy nữa. Bây giờ bắt đầu mình có cái gì này? Hiện tại tôi có database chưa? Có rồi. Thì ta sẽ lấy về, lấy ra. Lấy ra là gì? Kích vào database nhá. Chú ý kích vào bảng ngược. Tức là lấy là lấy toàn luôn chứ không lấy một bảng. Kích vào database. Được chưa? Và ở đây nó có nút export và import. Giờ ta export chứ ta không phải import. Import là ta có rồi thì mới import. Rồi export. Và các bạn chỉ cần nút, không cần chọn gì nhiều đâu, kích vào export và các bạn ấn nút go thôi, nó sẽ download cái database này. Đây, download ha. Rồi các bạn copy cái file này về cho tôi, copy cái file này, coi cái file SQL này này. Rồi copy vào về nhá, copy về nhà máy mình nhỉ, về máy mình nhỉ. Và về máy mình thì tôi làm sao, tôi xóa luôn thằng này đi nha. Có ví dụ thôi, drop đâu rồi? Rồi máy tôi có cơ sở liệu vào rồi không? Không. Thì giờ ta lại phải tạo lại cơ sở liệu này. Rồi tập trung này. Và đi đâu thì ta cũng phải mang cái này đi nhá. Đi đâu ta cũng phải mang cái này đi nhá. Hiểu chưa? Khi mà ta có một cái gì mới thì ta lại export ra lại nhé. Rồi có cái gì rồi ta lại import vào nhé. Rồi thì thao tác này lập đi lập lại rất là gì? Nhiều lần nếu như dùng máy nhà trường. Còn dùng máy cá nhân thì chỉ khi đi báo cáo và thầy bảo nộp bài thì mới nộp thôi. Đấy. Rồi máy này có chưa? Thì
thì ta lại quay về cái trạng thái tạo cơ sở dữ liệu tiếp. Đây, kích vào database, tạo cơ sở dữ liệu. Và tạo lại cơ sở dữ liệu trong cần tạo bạc không nhé. Nhớ là tạo lại cơ sở dữ liệu thôi. Đây, ta có cơ sở dữ liệu rồi. Ta sẽ add dữ liệu đó vào trong cơ sở dữ liệu này. Thì giờ ta sẽ chọn vào cơ sở dữ liệu và ta chỉ import. Import thì ta chọn file. Tôi cũng nói luôn là có một số máy thì cái này nó cực kỳ thấp. Của tôi là nó 2GB. Tôi thiết lập 2GB rồi. Còn máy các bạn thì xài vô tư đi. Yên tâm. Kích vào soi file. Và khi này tôi đặt để trên màn hình desktop đây rồi ha. Được không? Và open. Và các bạn xuống đây ấn nút gì? Rồi. Thì cơ sở dữ liệu giờ nó vào lại đây này. Đấy, và có mấy trường đây. Được chưa? Hiểu chưa? Và đi đi lì lại vậy. Đi đi lì lại vậy nhá.